Đấy, dùng cái chép chưa? Đẹp không? Đẹp không? Nào, đây là nào. Ghê, nào đi vào, đi về nhá. Không được bảo bố nhớ chưa? Vâng chưa? Vâng chưa, vươn to lên. Cậu yêu mình đấy cơ mà. Đi. Anh đi đã. Đi. Con đi trước đi. Chú mày đây. Mấy? Không. 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 Một. Hai. Hai đi mà. Hai đi cơ mà. Ba. Ba. Ba đây, ba đây, ba đây. Bốn. Ba. Đấy, bốn đây cơ mà. Ba. Ngựa văn đâu? Ngựa văn đâu? Ngựa văn đâu, chỉ tìm nào. Cái gì? Voi. Voi á? Đâu xin nào, đúng voi không? Vào tay ạ. À? Rồi, đúng rồi. Nào, ngựa văn đâu? Văn. Đâu? Ép. Ngựa văn đâu? Ngựa văn đâu? Ngựa văn đâu? Ép. Đâu, ép đâu? Ép. À, con lợn à? Lợn ép à? Ngựa văn đâu? Ép. Nào, con tìm mấy khác nào? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ bảng động vật à? Đâu? À, mẹ đây à. Là con gì dưới này, con gì tìm được con gì dưới này không? Con tìm được con gì ở dưới đây đó không? À, con tìm được con gì không? Mẹ. Ờ. Ok mọi người nhá, hôm nay là Thối dậy sớm rồi. Tí mình sẽ có một cái gọi là một cái màn chôn đấy, chôn màn chôn chôn vợ mình nhá. Tí mình sẽ dùng cái bút lông mình tô vào tay Thối để mong về xem mà gia đình mình có phản ứng như nào nha. Một cái màn chôn cực kỳ hay luôn. Ok. Bây giờ bố bé lên người con nhá. Nhá. Vâng. Ok thì đập tay. Ok rồi. Ok thì đập tay. Chị. Chị. Vậy nha, đồng ý nha. Bé đây. Nào đưa về, bố bé tay cho. Mình không dám bé ở nhà sợ bị phát hiện đấy. Nên là chạy sang đây. Chạy sang quán của mình nha. Đồng hồ nha. Cái đồng hồ nha. Ok không? Hé mà mẹ hỏi ai vé thì bảo con vé nhá. Nha. Bắt đầu đi. Vâng chưa? Dạ, vâng chưa? Rồi. Yeah, đập tay cái nữa nào, uy tín. Yeah, đấy nhá, đấy Thối bảo nhá. Bắt đầu. Đây này, lấy Thối nghịch cho đây này. Đấy. Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Đấy. Rồi. Đấy. Cái mực này không có hại cho sức khỏe nha mọi người nha. Mình sẽ làm một clip tròn đặc biệt luôn. Đấy. Đẹp không? Đẹp này. Đó. Ok chưa? Nứa không? Nứa không? Kín tay luôn. Kín người luôn. Kín người luôn. Nào. Phải chạy sang quán bên này có ở nhà bị vợ phát hiện ra luôn. Tí nghe thế nào bị ăn trực. Chẳng qua là chữ ít hay chữ nhiều. Ok chưa? Đẹp không? Tay kia. Tay này nào. Kéo nào. Nè. Cẩn thận. Đấy. Thấy chưa? Này nào, cho khán giả xem em bé đạp nào. Em bé đạp đâu? Em bé... Ý! Đấy chưa? Em bé đạp. Ui. Nào, đâu đâu. Ui. Lại nào. Ui. Anh ơi, lại ra. Nào, từ người nhá. Bố bé bụng nhá. Nhá, ok không? Ok, đập tay. Đó. Nào, đây là bố bé. À, ngửa qua lên, con ngửa qua lên, ngửa qua lên. Đó. Vậy. Đó. Nôn không? Ý
yêu bố không? Yêu nhiều không? Yêu nhiều không? Hả? Yêu nhiều không? Mai muốn cho đi cầu trượt nhá. Mai đi cầu trượt không? Hả? Nhí cái mỏ kìa. Trông cái mỏ kìa. Nhí cái mỏ nè. Làm lại nào, làm lại nào. Làm lại mỏ nào. Đẹp quá. Tí mẹ về mày chửi chết. Kín chưa? Kín chưa? Kín chưa? Hả? À, đẹp không? Cút thả. Cút thả. Bên kia nào, bên kia nào. Giang tay ra, giang tay ra. Rồi. Đấy, xem bên này. Chơi một mất một còn nhìn mới hay. Từ về cái tay này nha. Về kiểu nghệ thuật cho con nha. Con thích cái nghệ thuật không? Hả? Con thích nghệ thuật không? Con làm nghệ thuật cho con nha. Con yêu mẹ không? Hả? Con yêu mẹ không? Cá chép nha, phải cá chép nha. Về cá chép nha. Nên là bố mẹ ăn cá chép này. Đấy, dùng cá chép chưa? Đẹp không? Đẹp không? Nào, đây là nào. Thích hình gì? Con thích hình gì? Ghi chữ chó vào là xong. Hình con lợn nha. Con lợn nha. Ờ ok con lợn. Quyết định nha. Ok. Đó. Con heo đất nha. Ok không? Đó ok. Nhìn như chú bắt giới. Ok không? Ok chưa? Có nhìn thấy đâu mà ok. Ok chưa? Mẹ chửi không được bảo bố nhá. Nhá. Được không? Còn thiếu chỗ nào? Còn thiếu chỗ nào nữa? Gì? Ổn chưa? Đây đây đằng này, đằng này. Hay còn thiếu chỗ này, muốn quay nốt chỗ này nhá. Đó, đẹp không? Bố hay thật đẹp không? Đẹp. Đẹp. Đẹp nha. Mọi người thấy nhá, đẹp nha. Đấy. Chưa. Ok nè. Đấy. Bên nào thiếu chỗ nào nữa? Chỗ nào chỉ là bố vẽ nốt. Xăm mày không? Xăm mày không? Hay muốn vẽ nốt bên này nhá. Đây nè, bố vẽ thử vẽ nốt bên này nè. Ừ, để kiểu một mất một quần vậy nhìn vậy hay. Ờ, ok, để cá chép đây. Cái con gì đây? Cá. Nhớ chưa? Cá. Đúng rồi. Yeah.
Ờ, đi về ra, đi về nha. Ok, này. Ok, đi về. Cho bố thưởng cho con được xúc tích nha. Nào. Con đi lại. Con đi lại. Yêu. Bố. Tao. Yeah, tay đâu. Yeah. Ok chưa? Đấy, đẹp chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ về nhà nhá. Mình sẽ cho Thối về nhà để xem vợ mình với lại bố mẹ phản ứng như nào nhá. Con cầm lấy. Về thôi. Đi. Đi, nào, đứng xuống. Thế nào? Sợ mẹ không? Sợ không? Hả? Mày ra mày cầm mày roi theo này chưa? Để tao núp thế là cầm lấy. Đấy. Không cái trò nào nguy hiểm bằng cái trò này. Không. Ông. Đợi ông vào, ông nhảy ông chửi chết. Đi làm sao? Đợi ông vào ngon đi trên. Nào, mới lột nào, mới lột đá lên nào. Cởi áo ra nha. Nào. Cởi nào, tay cao lên. Đấy. Chắc chưa? Mặt chắn đây. Ghê. Nào đi vào, đi về nhá. Không được bảo bố nhớ chưa? Vâng chưa, vâng to lên. Cổng nhà mình đây cơ mà. Đi. Con đi nào. Đi. Con đi trước đi. Tam mau chưa? Ôi tao mau rồi. Một con mèo sau lưng đây. Một con mèo đấy. Đi đi ra đây. Tao mau quá rồi. Trời. Thế nào cái lợn ông lại dịch thành con mèo. Đi vào mẹ nhanh. Đi vào mẹ nhanh. Đi vào mẹ nhanh. Chào mọi người. Để bánh đi bán điện thoại. Cho ông xem, mang ra cho ông xem. Đi đây cho ông xem, đẹp không? Phải không cho ông xem. Cá này. Đẹp nhỉ. Đánh nha cho ông xem. Có cái gì đẹp thế? Ui, con cá à? Ăn cá kìa, con cá ngược kìa. Đây này. Đấy, cá đấy. Cá đây này. Con gì đây? Đấy. Cá à, ăn đi. Ăn miếng cá đi. Ra khoe ông đi, ra khoe ông. Mày là mình không bị chửi. Tại thôi nó ngay về cái này lên tay mà. Đấy. Thì Jen bảo đẩy cái này xong đi đòi nợ thuê. Hay là về hết người nha. Về hết người nha. Không. Nha. Gì? Đây là vậy là màn chôn thất bại rồi, nó đang là không bị chửi, không bị là giao thất. Nào.
Ok nào, dê nào, nhanh. Đấy, một con lợn sau đít nữa, lưng nữa kìa. Đấy như tato này tắm kín người luôn. Đấy. Đẹp không? Đẹp kìa, y đẹp sau lưng đẹp kìa, y đẹp kìa, y tham ào. Nào, dê nào, nhanh. Đi tắm không? Nhanh còn đi tắm. Mày xem tắm đây thôi này. Mày xem tắm thôi. Nhanh. Nhanh vào mặt mẹ tắm. Mà tắm lên lên. Nhanh. Thôi chào mọi người nhá. Nhưng là clip này không phải là trôn hoặc thấy cái... Không có phản ứng gì cả. Bây giờ mình cho Thối đi tắm nha. Ok, bye bye. Bye bye nào con, bye bye, bye bye. Đưa bố cầm cho bye bye đi. Bye bye. Nhanh. Bye bye đi, bye bye đi em. Đáng đời vậy. Bye bye. Nhanh, bye bye nhanh người nào. Bye bye nhanh người đi tắm. Nhanh. Nhanh. Anh quay đây kìa. Đây. Bye bye. Đi tắm nha. Bye. Giờ mình cho Thối đi tắm này.